ống nào cũng được. Bao nhiêu đây? 50.000 một ống, bán theo ống. Bán gì cô? Cá hun khói. Cá đi. Bán theo ống. Mỗi ống 3 tiền. 50.000 một ống. Ngon đấy nhỉ. Cái này đun nước nóng để rửa. Lấy rán lại là kẹp nướng lại cũng được. Ngon đấy. Ăn được. Cái này 3 tiền. 50.000 một ống. Được. Hay mua 2 ống đi nhỉ? Mua ống à? Cá nướng à? Cá hun khói. Cá hun khói đi. Khô lắm rồi đấy. Về chỉ cần đun nước rửa. Ai mua gà thịt đi? Ai mua gà thịt nào? Ngon. Để ông Năm lấy. Ok. Cảm ơn nhé. Cá đi em ơi. Cá hun khói đi. Cái cho chị ạ. Ừ. Thử. Thơm không? Gấp muối hun khói. Ăn luôn. Ăn với cơm ngon. Ống. Còn một cái ống á. Bán theo ống. Thế thôi. Đấy còn mỗi ống này bán đâu? Cho con này vào. Cảm ơn.